Ông Nguyễn Văn Cường ở thôn 4 xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, nhiều năm trước đây làm nghề đi biển, đánh bắt tự do, hoạt động không theo vùng. Nhưng được cán bộ đồn biên phòng Kim Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình tuyên truyền về quy định phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của IUU. Cụ thể là quy định xử phạt việc xâm phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng điện để khai thác hải sản. Ông đã nhận thức sâu sắc về những hệ lụy của việc đánh bắt khai thác hải sản trái phép không theo quy định. Sau khi được cán bộ biên phòng, bộ đội biên phòng đã tuyên truyền về các khoản mục để bà con khai thác thủy sản, thì chúng tôi là người ngư dân thì cũng là chấp hành theo đúng quy định của pháp luật và được hướng dẫn của anh em bộ đội biên phòng và các chức năng đã có chỉ thị của nhà nước và của pháp luật, chúng tôi cũng là chấp hành đúng. Tỉnh Ninh Bình có truyền thống khai thác biển, tổng số tàu cá của tỉnh trên 70 tàu, trong đó có 8 tàu chiều dài trên 15 mét, số lượng lao động khai thác khoảng 450 người. Với tất cả tinh thần trách nhiệm, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hải đội 2 biên phòng, đồn biên phòng Kim Sơn, cảng cửa khẩu Ninh Bình đã phối hợp, luôn sát cánh với lực lượng chức năng, tổ chức tuần tra trên biển với hơn 20 đợt, gần 100 lượt cán bộ biên phòng tham gia, phát hàng trăm tờ rơi, tờ gấp. Đặc biệt trong đợt cao điểm thực hiện kế hoạch triển khai 180 ngày hành động, bộ đội biên phòng và lực lượng kiểm ngư tuyên truyền vận động chủ tàu ký cam kết không vi phạm pháp luật trên biển theo quy định của IUU đã mang lại kết quả cao. Để mà đảm bảo cho cái việc kiểm tra của EU trong cái việc là rỡ cái thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, thì chúng tôi tiếp tục là tăng cường các tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là cùng với biên phòng gửi các cái tờ rơi cũng như là những cái bài tuyên truyền để giúp cho người dân hiểu và chấp hành tốt những cái quy định của nhà nước về đánh bắt thủy hải sản. Với tỉnh Ninh Bình, ngành thủy sản cũng là một ngành kinh tế mũi nhọn và cũng đã có nhiều quan tâm chính sách để hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% tàu cá đã thực hiện đăng ký, 72% tàu đã được cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy sản. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Ninh Bình chưa có cảng cá, nên vẫn còn một số phương tiện hoạt động xa bờ, đăng ký ra vào ở các tỉnh lân cận. Đây cũng là một trong những khó khăn trong công tác tuyên truyền, quản lý của bộ đội biên phòng đối với các phương tiện này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được sự quan tâm của bộ đội biên phòng tỉnh trong cái việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm hành chính để làm sao là đảm bảo cho cái hoạt động tàu cá của tỉnh đi vào nề nếp. Để tháo gỡ cái này thì cái thứ nhất là đối với lại các cái phương tiện xa bờ thì chúng tôi sẽ thường xuyên phối hợp với lại lực lượng biên phòng cũng như là các cơ quan chuyên môn của các tỉnh bạn để chúng tôi nắm bắt được thông tin của các cái phương tiện này để cùng nhau phối hợp tuyên truyền để cho bà con nhân dân nắm được các cái quá trình mà đánh bắt thủy sản cần phải lưu ý những cái vấn đề gì và cần phải chấp hành những cái vấn đề gì để đảm bảo cho bà con làm sao đảm bảo cái không vi phạm cái IUU. Những giải pháp đồng bộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cùng với những nỗ lực của chính quyền địa phương đã và đang thực hiện cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã có nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.